Vâng, Khánh Dương xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì Khánh Dương em lại tiếp tục review, giới thiệu với các bác một mẫu máy Daiwa mà Khánh Dương đang cảm thấy rất là tuyệt vời. Vâng, thì tuyệt vời chỗ nào thì bây giờ Khánh Dương cùng các bác đi tìm hiểu nó nhé. Thì trước tiên là các bác nhìn thấy trên màn hình đây, chính là con Soka, con Soka các bác nhé, con Soka 5000B. Đấy, em bật bí qua là con này nó sẽ là một dòng cối lông, một dòng cối lông và có chống rối cước. Cối lông đồng nghĩa với việc ném cước đi thật đi đi ném cối lông đồng nghĩa với việc ném cước đi rất là xa. Đó, đây là vòng tua của nó này, 4.9 chia 1 này, trọng lượng 650 gram này. Đấy, tải mắc cá là 15 kg, một vòng tay quay được 106 cm, một bạc đạn. Các bác nhá, có một bạc đạn thôi. Và cước 0.35 được 37 cm. À, 370 m, xin lỗi các bác nhé. Cước 0.35 được 370 m. Rồi, thôi đây, đây thông số về cước nữa đây. Em bây giờ cũng không phải để các bác chờ lâu nữa thì thôi em sẽ bật bí luôn cái con máy này nó sẽ như ra sao và như thế nào. Đây. Đó các bác thấy chưa? Đây là con máy của em hôm nay em đã giới thiệu cho các bác đây này. Và trong hộp của nó thì cũng có những cái lông đen, rồi giấy tờ cũng như bao nhiêu con máy khác thôi, không có gì khác lạ cả, nhưng mà đặc biệt thì là con máy này thôi. Giá thành của con máy này thì cực kỳ rẻ luôn các bác nhé, nó chưa có giá giá chuẩn đâu nhưng mà nó tầm trên dưới triệu 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 3, triệu 4 gì đó. Đó, hiện tại thì Khánh Dương chưa có giá công bố nhé, khi nào công bố thì em sẽ công bố dưới phần bình luận luôn. Đó chính là con Socat 5000B và size của nó là size tương đương với size 10.000, 90.000 của Shimano các bác nhá, tương đương với size 90.000 của Shimano này. Đó, và hình thức của nó là dáng cối lông có chống rối cước này các bác này. Đây nha, em sẽ quay cao lên này. Đó, các bác nhìn rõ chống rối cước chưa, có chống rối cước và tay quay của nó có thể đổi chiều được. Con này thì nó sẽ có lẫy gạt hai chiều, quay hai chiều được, hàng Daiwa chính hãng 100%, đảm bảo với các bác luôn. Đây, tem Daiwa này các bác này, tem cơ sở sản xuất của Daiwa đó, của công ty trách nhiệm hữu hạn Daiwa Việt Nam đó. Đây em sẽ quay lướt qua một vòng hình thức của máy nhé các bác nhé. Cối bánh răng và tay quay kim loại, thân máy thì sẽ được làm bằng hợp kim. Đấy, cối lông rất thích hợp cho dòng 5000 này, thì rất thích hợp cho các bác nào mà câu câu lục ở ngoài miền Bắc hoặc là câu cá tra trong miền Nam. Nó dễ bị thông số cước, nói thật bác là các bác là thông số cước của nó chứa cũng không hề ít đâu. Đấy, không hề ít đâu, như vừa em đọc ấy, đây này. 0.35 được 370 m, có nghĩa là cước 4.5 370 m và cước 6 chấm thì được 280 m. Đấy, không hề ít đâu các bác nhá. Và đặc biệt con này nó lém thì cực kỳ xa luôn. Mẫu máy mới nên là em sẽ review qua. Còn hôm nay em sẽ có một buổi đi test thực sự con máy này, xong bắt đầu em về em sẽ chia sẻ cảm nhận cho các bác nghe. Thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Đó, nói đi chưa? Đây này, cái chống rối cước này em sẽ mở cối ra. Đấy, cối của nó bằng kim loại này các bác này. Đó, các bác nghe chưa? Mà chắc các bác cũng phải biết điều này rồi, tại vì Daiwa có bao giờ làm những cái dòng máy chống rối cước này có mấy khi có mấy cối nhựa đâu á. Lắp mô bin cối đây. Nó thật sự là để mà nhìn một con máy nó chỉ trên dưới 1,3 triệu thôi, nó dao động tầm 1,3 triệu thôi, mà em nói thật là nhìn cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Nhưng mà bây giờ sự lựa chọn của các bác đa số là Daiwa nhiều, tại vì những con máy nó nhìn tưởng chừng như nó đắt nhưng mà khi mà cầm vào rồi, nhìn vào rồi thì khi mà hỏi mua thì nó rất là rẻ, nên là rất được nhiều bác ưng ý với cái dòng máy Daiwa. Nó rẻ mà chất lượng nó rất là tốt. Daiwa nó cũng có một quy tắc riêng của họ các bạn, đặc biệt là những dòng máy lỗi và những dòng cần lỗi thì họ cái khâu kiểm tra kiểm định của họ rất là tốt. Những cái dòng chỉ lỗi sức một nhẹ một tí thôi họ cũng không bao giờ họ xuất ra thị trường đâu.
Có nếu mà có xuất hay là có làm sao thì chỉ có do mình về đánh hoặc là khi mà mình nhập về vận chuyển với chứ nó làm sao thôi. Đấy. Nhưng mà các bác cứ yên tâm đi là những hàng này không có lỗi đâu, mà có lỗi thì em vẫn xử lý cho các bác đều mà. Các bác nhận hàng còn kiểm tra hàng xong bắt đầu mới thanh toán cơ mà. Chứ có phải là thanh toán xong bắt đầu mới kiểm tra hàng đâu. Anh em làm ăn lâu năm rồi, các bác cũng 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 hiểu cái tính em, các bác nào mua hàng ở em rồi thì chắc cũng hiểu cái tính của em thôi. Gọi là lỗ cũng chơi đấy. Đấy. Quay đấy, ba thấy các bác thấy chưa? Một bạc đạn thôi, nhưng mà cảm giác khi mà cầm vào máy quay các bác chắc xem video thì khó hình dung hơn, nhưng mà em ngồi em cầm vào quay, máy quay này. Đấy. Quay rất là nhẹ nhưng mà cảm giác nó cái độ mượt của nó vẫn có và nó không có độ độ dơ và không có không 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 quay nó không kiểu cảm giác nó không thô ấy. Không thô ấy. Ví dụ những con máy khác ấy thì quay nó cứ khực 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 này. Có nghĩa là quay khực 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 này. Đấy, nó sẽ cảm giác lên tay này của mình là mình cảm nhận được. Nhưng mà con này em quay cảm giác nó không không vấn đề gì cả. Nó rất là êm. À, cái hoạt động của nó rất là tốt. Và hình thức máy thì theo em thì cái dáng này nó hợp với những người nào gọi là giản dị sạch sẽ, có nghĩa là nó không được cá tính cho lắm nhưng mà nó lì máy, nhìn nó rất là lì, nhìn rất là lì các bác nhé. Đó. Có lẽ hai chiều luôn. Đây. Đó. Con này thì hàng em mới về và hiện tại thì có khả năng là mai em sẽ có giá, thì em sẽ công bố giá ở trên website cầncâucar.vn. Em sẽ để link sản phẩm này ở dưới phần bài viết, thì các bác giúp em một tí là truy cập vào website để xem được giá của nó nhé. Và nếu mà các bác nào ưng nó và thích cái thông số và kiểu dáng máy này thì có thể đặt ngay tại website cũng được. Còn các bác nào thắc mắc gì thêm thì bình luận hoặc là liên hệ với em số hotline trên góc màn hình ấy cả. Đó. Liên hệ với số hotline trên góc màn hình các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm video của em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.